ảnh siêng lắm, đi bán khoai lang, bán đủ thứ luôn. Nhưng mà khi chợ bệnh tới giờ đi không có nổi. Thì con bé này rất là nhỏ, nó biết nấu mì nè, nó biết dẫn cha đi khám bệnh, nó biết hết luôn. Mà giỏi biết nó giỏi lắm, nó ngoan lắm. Trong khi nửa đêm cái nó, cô ơi cô còn mì gói không, cho con xin gói. Lại về nấu mì cho bà nó ăn. Nó nguyên khu chợ này là ai cũng thương, chỉ có giúp đỡ bằng cái tình cảm thôi. Ai dẫn theo? Mẹ nó. Ủa vậy hả? Dẫn theo nhưng mà dẫn đem về quê giấu chú gỡ người ta hay đó. Không có trả tiền. Rồi bà đó bà mới lấy số điện của chú á, chưa bà điện lên cho chú rồi nói giờ bé ở dưới vậy đó. À. Chú về chuột ra 2 triệu mấy rồi đó, 2 triệu rưỡi á. Chở chồng nó về. Chú Mạnh á chở về, chú mua mồi về, mua bia gì hai thằng ngồi uống cũng tâm sự với nhau, nói chuyện vậy thôi, cứ bình thường chứ không có gì. Ui sao kỳ vậy? Có chọc tức chú không mà sao dẫn về nữa? Chắc không dám đâu, không dám chọc tức đâu. Ba lần rồi dặn không chết. Cái gì? Chú á, nói chung bây giờ suy nghĩ là ngu. Mỗi lần ở bên Hội Nghĩa á, chú cũng không ngủ, chú đóng cửa rồi luôn á. Mà chú trọ biết cái gì đó, cài cửa 2 lần đưa 512 giường. Chà, chú này, chú Tài này dữ dằn quá, lúc đó chú buồn mà 3 lần tự vẫn mà không ấy được. Chỉ cần nói mẹ đi xe người khác thôi. Không được, nói là mẹ bận rồi nha. Vâng. Sao nói là mẹ bận rồi? Nó nói thẳng luôn. Chứ đừng có nói thẳng quá. Không đúng. Đúng là con nít của chú anh chị có sao nói vậy. Không sao. Có khi nào xin mà người ta không cho không Trân? Không phải người ta không có cho. Nhưng người ta không có. À không có mì ha. Chứ dạ. Có mì người ta cũng cho. Dạ. Hai cha con quy lại luôn. Dạ. Quy lại mà anh đưa với con này. Dạ thôi không cần quy lại đâu chú Tài. À, em nhỏ xin chào cô chú anh chị thân mến. Hôm nay thì em nhỏ đang có mặt tại khu công nghiệp Sóng Thần. Ở đây là thuộc Dĩ An. Tại một cái nhà trọ mà gần đây em nhỏ có chia sẻ về trường hợp của chú Tài và một đứa bé. Thì hai vợ chồng, hai cha con thì trong cái khu nhà trọ này ai cũng biết. Và cũng có nhiều người giúp đỡ. Giúp đỡ là chẳng qua là giúp cái miếng ăn thôi, chứ còn không phải là tiền bạc gì, đúng không cô? Đúng rồi em. Dạ. Thì vừa vào nhà trọ thì có một cái chị gái, chị này cũng chắc thuê mình chị ở đây mấy hả? Ừ đúng rồi, chị ở đây được 1 năm rồi. Một năm. Chị làm bên kho số 2 của khu Đông Lạnh này nè. À. Chú này trước chị gần đó. Thì chị chỉ mua thuốc giùm rồi dẫn bé nó đi, bé nó cũng đang đau bụng. Bé nó không có mẹ nha. Thì dạ. Khi nó vô đây hai cha con ở đây là gì đó. Chú bị ho với bị phổi, bác sĩ cũng nói chung người ta kêu trình sổ hộ khẩu nghèo gì không biết nữa, nhưng mà người dưới quê lên thì sống bữa nào hay bữa nấy, mà chú rất là bệnh, cũng có giấy tờ mà đi lấy bảo hiểm. Hôm bữa chú đi không nổi, như sáng giờ nè chị cũng mua thuốc chỉ để vô phòng thôi, chứ giờ biết sao, không có người nhà đó, đúng rồi. Dạ. Thì không có người thân, không có gia đình gì hết. Ủa chị, rồi theo chị quan sát ở đây lâu vậy đó thì chị thấy hai cha con như thế nào? Lúc đầu á là ảnh siêng lắm, đi bán khoai lang, bán đủ thứ luôn. Nhưng mà khi chợ bệnh tới giờ đi không có nổi. Còn con bé này thì không có mẹ, từ đó dẫn tới giờ là nó nghỉ học luôn. Bước vô đây nó nghỉ học. Mà nghe nói là nó học rất là giỏi. Thì em thấy nhầm khi hai cha con gì đó. Thì con bé này rất là nhỏ, nó biết nấu mì nè, nó biết dẫn cha đi khám bệnh, nó biết hết luôn. Mà giỏi biết nó giỏi lắm, nó ngoan lắm. Nhầm khi nửa đêm cái nó, cô ơi cô còn mì gói không, cho con xin gói. Lại về nấu mì cho bà nó ăn. Nó nguyên khu chợ này là ai cũng thương, chỉ có giúp đỡ bằng cái tình cảm thôi. Bằng cái ăn cho, uống thôi ha. Đúng rồi, cho 50 hay là 20 uống trà sữa thôi. Mà nó ngoan lắm. Dạ. Mỗi lần nó có đứng trước nó bán khoai lang rồi nè. Nhưng mà biết sao, trời mưa với đường này nó bụi, đây là khu công nghiệp Sóng Thần mà em. Dắt lắm. Nguyên buổi tối nó bán được có 20-30 ngàn thôi. Thành ra hả, giờ ba nó bệnh hồi giờ nó cũng, giờ hai cái con nó bệnh nằm chấm á. Sáng giờ chị cũng mua thuốc. Là chú này bệnh ho gì. Nói chung ở bệnh... khu nhà trọ này ta cũng nhớ ho nhiều lắm. Ho quá trời, không bệnh gì. Đó, tại là ngày xưa lúc tôi là siêng lắm, ngày nào cũng đi làm, sau này bệnh quá cái hai con ở nhà. Chú đi làm thì chú gửi con bé này chạy vòng vòng. Mà thương cái nó con gái, không bà con nhầm họ không ai chứ, rồi không biết. Rồi cái chị chủ quán cũng thương, mọi người này cũng thương, cũng giữ giùm thôi. Dạ, cái, nhưng mà... Ai nhà thì giữ giùm. À, nhưng mà nghe chị nói tổ ha, tối mà sao nó gõ cửa đó xin gói mì. Chị, em nghĩ nha, hai cha con đi bán rồi trời mưa bán không được, rồi ổng đi chợ đầu mối về nha em, rồi đồ nó hư hết trơn luôn. Ở đây tụi chị cũng chia nhau mua khoai lang, mua những cái thứ gì á mà gọi là khu chợ ăn được, còn không để hư thì phải bỏ. Rồi bắt không có tiền mua thuốc, rồi 1-2 giờ đi xin mì gói, người này người kia có gì cho nấy.
Nhưng anh bên đây này cũng cho sửa, ở đây là khu trọ của khu công nghiệp mà cái bên khu này cái này dành cho công nhân nữa. Đúng mà. Rồi, một tháng nhà trọ có 1 triệu mà đóng còn nổi với em. Dạ. Mà giờ thất nghiệp đầy hai bên hết trơn luôn. Bữa trước là em có vô thăm chú một lần rồi. Thì hôm nay em trở lại, có hy vọng là sau cái lần nói chuyện này chú đi bệnh viện cho nó đỡ. Đúng rồi. Không là ở miếng phòng trong phòng là có khi là mất luôn á. Thì ở đây chị cũng mình không có biết cái gì nhưng mà thấy đau lắm. Thấy con bé này mình cũng không biết họ hàng thân thế nội ngoại làm sao. Nhưng mà nếu mà em biết được em hỏi những người mà họ tộc á, có ai cho nuôi bé đi. Nó con gái mà theo cha bệnh viện này tới bệnh viện kia. Tuổi đang lớn mà không được đi học. Rồi cái nay ốm mai bệnh mà khu nhà trọ này có hai bà con dòng họ đâu. Tao ở nhà như tụi chị thì nó còn ngó ngàng. Còn mấy nó đi hả? Cái ngày trước nó bán em coi có 20-30 ngàn mà nguyên buổi tối. Rồi, cũng rất nhỏ, không có điện bọng, thấy tội lắm. Rồi để em vô em gặp hai cha con đó chị ha. Rồi chị cảm ơn em nhiều lắm nha. Cảm ơn chị hàng xóm nha. Chú Tài ơi. Dạ. Nhưng mà vừa vào đến phòng là nghe cái mùi ẩm mốc lắm. Thôi mấy chú bật điện cho ánh sáng đi. Bé bữa trước bé nói bé tên gì chú quên rồi? Dạ chú tên Trân. À Trân. Dạ. Cái gì Trân quên rồi hả? Lê Huỳnh Trân. Huỳnh Trân ha. Dạ. Lê Huỳnh Trân 11 tuổi đúng không? Dạ. Ừ, có cột tóc lên cho nó nhìn nó mát mẻ rồi. Chú Tài nghe nói chú bệnh hôm qua đến giờ hả, nằm sốt hay sao? Sáng đêm luôn. Nó sốt hay sao chú Tài? Sốt không nhất nha. Rồi chú có đi mua thuốc không? Có, đi chích thuốc rồi mua thuốc gì uống mấy ngày dài đó. Có hết thuốc hồi sáng. Rồi chú nằm như vậy là ăn uống làm sao? Bé nấu. Nấu món gì cho chú ăn? Nó nấu cơm á, đồ ăn thì tôi làm mà cũng hết đồ ăn rồi. Nấu cháo á. Biết nấu luôn hả chú? Biết, bé trời biết rồi. Giỏi quá ta. Không biết cũng phải biết. Giờ có mình hai cha con ở đây với mấy. Hột vịt. Nó chiên được luôn. Chiên được thịt hột vịt á. Dạ. Nó chiên gặp la rồi này kia được á. Để hai cái con giờ chú làm không được thì nó phải làm thôi. Dạ. Để em nhỏ nói lại cái trường hợp của chú Tài và bé Trân này cho mọi người biết nha. Ở đây có hai cha con thôi, sống trong cái nhà trọ này. Cái nhà trọ này dành cho công nhân. Thì mẹ bé thì cũng đã đi theo người mới ha chú ha. À, đúng rồi. Đi theo người mới và để hai cha con vậy á. Mà giờ chú là bệnh, chú có cái bệnh đang bệnh trong người là bệnh lao phổi. Hiện tại thì chú vẫn đang đi đến phường lấy thuốc miễn phí đó, nhưng mà nó rất là nặng của chú. Tại vì chú hay bị sốt lắm. Này là chú đã xuống ký rồi đúng không? Xuống nhiều. Xuống nhiều ký. Sau 18, 70, bây giờ còn có 48, 50 ký. Dạ, xuống hơn chục ký luôn. Hơn, mấy ký nữa. Nói chung chú không phải là một cái lao không á, thì hồi qua kia có đi bác sĩ nói là nếu mà lao không uống thuốc ở bệnh viện nó đưa thì cũng khỏe hả? Khỏe, nhưng mà cái này nó có bệnh khác, nó yêu cầu nếu có tiền thì mua cái bảo hiểm với đi nhập viện cho nó khám á, tổng quát bác sĩ nói là dứt khoát phải có bệnh. Chủ yếu là chú nói con là điểm chính là bệnh tiểu đường, bởi vì cách đây bé này mới 2 tuổi là chú có đi khám rồi, là lượng đường của chú lúc đó là 571. Dạ. Mà tới bây giờ là chú không uống thuốc luôn. Bây giờ nó biến chứng như cái gì trong người chú biết. Nhiều khi nó tức hai ngực. Rồi con nói chú Tài nè, gần đây á con có đến đây thăm hai cha con đúng không? Dạ đúng rồi. Thì sau khi con trao khoản tiền bao nhiêu con quên rồi? 3 triệu. 3 triệu là chú làm cái gì? Chú trả tiền trọ mà 1 tháng với mua cái bảo hiểm. Dạ. Với mua miếng gạo đó, với thuốc uống. Dạ. Rồi, được không?
đó là mua cái bảo hiểm nè, với lại đóng tiền nhà trọ, với lại mua gạo hả chú, mua đồ ăn hả? Chú mua, chú mua mấy ký đó? Gạo đó mua 5 ký. 5 ký. Chứ bữa trước con thăm chú còn có chưa tới lon gạo nữa mà. Nhúm nha. Nói chung là cũng nhờ con, không có con rồi giờ không biết làm sao. Rồi bây giờ chú cảm thấy trong người sao? Hôm qua giờ tới nằm ly bì vậy trời, trong người chú sao? Nói chung là nó sốt, mà cái kiểu không phải là nó sốt ở trên cái người, cái giò này nè. Nó nóng thì cái với con hả, nó rít chích hai cái bàn giò mà ngủ ngay không được, thức sáng đêm không. Không ngủ được miếng nào luôn hả chú? Không ngủ luôn, tới sáng luôn. Mới thấy con điện là chú cũng chưa có ngủ, tới nằm này chơi đâu con 9 giờ 10 giờ gì lắm mới ngủ được chút á. Dạ. Nhưng mà chú là bị cái la phổi là bao nhiêu năm rồi? Mấy tháng rồi? Phổi này cũng 2-3 tháng rồi, có phát thuốc nè. Nhưng mà đỡ rồi hay sao? Đỡ, phổi thì thấy đỡ rồi đó, nhưng mà chỉ còn bệnh ngoài thôi. Dạ. Không có đi khám được á. Rồi bây giờ á, nếu mình có điều kiện là mình sẽ đi khám ha. Đúng rồi. Dạ. Để coi cái bị gì trong người. Dạ. Để mà kịp thời chữa nữa nha chú. Rồi rồi rồi. Đâu Trân đâu, coi trưa nay cha con ăn gì đâu Trân. Không, chưa có mua đồ ăn. Đúng vậy. Chưa có mua, chưa mua hồng dịch gì chiên á. Trời ơi, coi Lan nè. Coi Lan này là chú bán luôn mà, ế xong rồi cái để ăn luôn. Đâu có ăn luôn. Rồi trưa nay định ăn gì chú? Mua hai hộp gà chiên với con gái, mua về ăn chiên ép lan cho con ăn á. Dạ. Rồi Trăng mấy nay rồi, ba bệnh rồi, con giúp được gì cho ba nói chú nghe coi. Dạ, con chỉ có lao như thường ngày cho bệnh thôi à. Lao là lao sao? Là cứ như mua nước đá về xong rồi lấy khăn nhúng nước rồi bỏ nước đá vô chìm cho cha. Dễ ha. Dạ. Đâu được con, sao con có đưa chú coi móng tay con hả? Mà sao cái tông để tay dài dữ chân? Cắt đi nghe chưa? Dạ. Mình còn nhỏ là mình không có để nha. Dạ. Rồi mấy tối nay con ngủ chung với cha là con thấy gì sao? Con thấy cha bị gì không? Con không thấy cha bị gì hết, chỉ có là thấy cha thức sáng thôi. Vậy hả? Dạ. Rồi lúc đó con có nói cha là sao không? Có cha đi ngủ hay là cha... Cha sao trong người không? Con có hỏi thăm cha không? Con chỉ kêu cha đi ngủ thôi. Tại không thấy cha có gì cha. Rồi trưa này chưa ăn gì luôn, tới giờ mà chẳng chưa ăn gì luôn. Nấu cơm chưa? Dạ chưa. Con tự con làm hết luôn hả? Dạ, con chỉ có nấu cơm, còn đồ ăn thì cha nấu. Có khi nào mà con thấy thôi mình đi chơi, mình khỏi nấu đồ ăn cho cha không? Dạ có. Vậy luôn hả? Sao dạ. Không chăm cha mà đi chơi? Mệt đó chứ. Mệt là bỏ đi chơi hả? Dạ. Mệt là mình ở nhà mình nghĩ mình chăm cha chứ. Dạ. Ừ. Rồi mấy bữa nay cha uống thuốc rồi con thấy có ai tới hỏi thăm này kia không? Dạ ít lắm chứ, rồi có cái cô trắng này nãy nó lại hỏi. Là mấy người trong nhà trọ này thôi ha. Dạ. Ừ. Đây, để ngồi xuống với cha này, để chú hỏi cha. Là bây giờ cái số tiền bữa trước con đưa chú là chú đã mua bảo hiểm mà tháng sau mới có hiệu lực hả chú Tài? Đúng rồi. Cái công việc chú Tài hồi xưa là đi bán hàng rong nha cô chú anh chị. Cái nghĩa là chú lấy hàng ở chợ đầu mối, rồi cái gì bán lời chú bán. Mà đa số là trái cây hả chú Tài? Dạ, củ quả cũng có, hoa lan rồi nè. Dạ. Cái nào nói chung là cái nào rẻ lấy. Thì bán có lời ha. Ờ đúng rồi, cái nào rẻ mà bán có lời là mình lấy. Dạ. Rồi bây giờ con nói chú như thế này nha. À. Chú thì bệnh như vậy, rồi Yến Trăng thì không có đi học, nghỉ học cách đây 2 năm rồi. Rồi thì bây giờ cái hướng về sau chú định tính làm sao? Theo cái cách của chú thôi nha. Nếu mà chú được cái tốt mà được số tiền thì chú đi khám bệnh. Cái đó là nếu được. Nếu dạ. Được. Còn thì, không thì sao? Còn không thì cũng phải chịu thôi, chứ giờ chú nói thật với con là chú không có người thân.
Tiền thì chú không có, giờ bệnh thì nằm gì chịu thôi chứ. Từ từ cho con hỏi là dưới chú ba mẹ còn không? Không còn đâu. Chú hôm nay 56, 57 tuổi rồi đó mà còn chưa gặp biết mặt cha mẹ mà. À rồi chú có anh em không chú Tài? Không có. Không có luôn hả? Cha mẹ bị Miên giết năm 68. Dạ. Rồi ông bà ngoại mới bồng về với Việt Nam mình nuôi sống tới bây giờ. Có bồng rồi ông bà ngoại kể là mới có 7 tháng. Ví dụ bây giờ chú mai mốt chú về quê thì có ai dưới đó? Nói chung chú ở đó là quê, một bên thì quê ngoại của mẹ, một bên thì quê nội của mẹ. Dạ. Yeah. Về đó ở mà không có đất cát, không có nhà cửa gì luôn. Cho nên là lên đây tự nuôi sinh, tự sống, tự nuôi con cái ha. Rồi chú hình như lập gia đình trẻ, sao có mình đây ở Bình Trăng hay còn đứa nữa? Không có Bình Trăng. À một đứa nha, bây giờ gà trống nuôi con. Rồi cho con biết thêm tí là về gia đình mình chút xíu ha. Dạ. À, chú thuê cái phòng trọ này được bao lâu rồi? 4 tháng rồi. 3 tháng mấy rồi chứ? Được trước rồi chú ở đâu? Ở cấp trước thì ở trên Bình Chứng á. Bình Phước A, em Bình Phước B. Là ở đâu ta? Ở trên Bình Chứng á. Dạ. Thôi con không biết nữa. Nói chung là xa ở đây không? Xa. Rồi thấy cho ảnh làm ăn không được mới về đây. Bị gì ở đây thì buôn bán nói chung là được. Thì theo chú nghĩ là có công nhân ở đây là mình buôn bán cũng dễ hơn đúng không? Dạ đúng rồi, công nhân ra rất là đông. Dạ. Vì khu công nghiệp mà. Thì về đây cái chụp cái đồ quán này kia đau, sốt. Sốt rồi mới đi bệnh viện Dĩ An à, Dĩ An 1. Khám thì thử đàm với thử máu, xét nghiệm máu đồ, nó cho kết quả là bị lao. Dạ. Giờ không có bảo hiểm nó phát được đâu, 700 ngày một lần á, không có bảo hiểm thì nó gia thọ, nó cho lên phòng học thật đó mua. Dạ con hiểu rồi chú. À, như vậy là chú với vợ chú là ở đâu? Ở trên Bình Chuẩn trước hả? Hay là sao? Ở trên đó là cũng được mấy tháng gì đó. Lúc đó là chị là cô làm cái gì chú? Hồi cấp mà bà xã đi á là 2019 tháng 2 đó là ở bên Hội Nghĩa bằng công ty Đại Hoa, công ty Dày Da. Dạ. Rồi mới quen với cái thằng đó mới hai người mới đi bỏ chú. Rồi lúc đó chú có tìm liên lạc không? Chú tìm một năm trời ngồi đâu khóc đó, đúng một năm luôn. Nói chung là chú kể hết cho con nghe, con bé này nè. Dạ. Cấp nó đi á, là nó cũng phải dẫn theo. Ai dẫn theo? Mẹ nó. Ủa vậy hả? Dẫn theo nhưng mà dẫn đem về quê giấu chú á, gửi người ta ấy á, không có trả tiền. Rồi bà đó bà mới lấy số điện của chú á, chứ bà điện lên cho chú rồi nói giờ bé ở dưới vậy đó. À chú về chuột ra 2.5 triệu rồi đó, 2.5 triệu á. Cái đó không phải gọi là chuột mà mình trả công cho người ta. Trả công đúng rồi. Dạ. Rồi mới dước lên mà cấp đó nó có 19 kg. Chú nuôi giờ được nhiêu đó, được 4 mấy kg á. Dạ. Rồi tới giờ sống với chú luôn á. Đó xong rồi vợ bỏ đi rồi, chưa có biết là chú rước bé Trăng về nuôi không? Có chứ, biết. Biết thì nó mới chở chồng nó về. Cấp chú Mạnh đó chở về, chú mua mồi về, mua bia gì, hai thằng ngồi uống cũng tâm sự nhau, nói chuyện vậy thôi, cứ bình thường chứ không có gì. Ui sao kỳ vậy? Có chọc tức chú không mà sao dẫn về nữa? Chắc không dám đâu, không dám chọc tức đâu. Ý là như vậy mà chú vẫn chịu hả? Vẫn chịu ngồi nói chuyện hả? Hai thằng ngồi nhậu luôn mà. À thằng kia nhậu lắm, chú còn nhậu không ở đâu. Thôi mình lớn rồi mà cần gì uống hơn thua được cái gì đâu. Nói chung là chú không uống rượu, sạch ít uống lắm. Ủa rồi như vậy rồi cô đi như vậy rồi về có hay thăm bé Trăng này không? Đi từ 2019 tới bây giờ là khoảng 5 năm á chú ha. Ừ. 5 năm. Mà một trong vòng mà một năm đó là chú ròng rã, chú đi tìm, chú liên lạc. Ngồi đâu khóc đó bơ phờ luôn hả chú? 3 lần tự dặn không chết. Cái gì? Chú nói chung bây giờ suy nghĩ chân ngu. Một lần ở bên Hội Nghĩa
xuống tôi ngủ chú đóng cửa luôn á. Mà chủ trọ biết cái gì đó, cài cửa hai lần đưa 512 giường. Một lần thứ ba là đụng vô xe tải luôn mà cũng không chết. Cái đó nhớ vợ nhớ con kêu không nổi ha. À. Tới ngày hôm nay là nói chung nó cũng lâu rồi, chú không còn nhớ thương gì nữa hết. Nó đã có chồng. Qua lâu rồi chú ha. Lâu rồi. Dạ. Chú không nghĩ tới nữa đâu. Chà, chú này chú Tài này dữ dằn quá, lúc đó chú buồn mà ba lần tự vẫn mà không ấy được. Không chết. Nói chung trời cũng thương chú á. Bây giờ có hai cha con không ấy. Này là sự sống của chú nè. Đúng rồi, bây giờ chỉ có Trăng là cái động lực cho chú tiếp tục sống ha. Ừ. Dù cả là chú sợ nhất trong cuộc đời của chú. Lại là sợ không có tiền để chữa bệnh mà mình lỡ chết rồi con sống với ai, mẹ nó thì không nhìn, bên ngoài không ai nhìn. Nhỏ này chứ có bên ngoài đâu, bên ngoại không có. Là bên ngoài là không ngó ngàng tới luôn. Không ngó ngàng gì. Nói chung là bên ngoài nó nói là xã hội này là không còn gì để nói nữa. Nhưng mà chú Tài theo như lời chú nói vậy nha, thì con là người dân nè. Con nhìn thôi nha. Ý là con nhìn sơ thôi chứ con không biết rõ từng ngõ hoàn cảnh. Nhưng mà con nhìn sơ là con thấy giống như cô không có thương bé Trăng vậy. Không thương con mình mà không thương tí nào luôn. Mà mình nói không thương nhiều khi nó cũng sai. Mà thật sự là nó vậy. Ví dụ như bây giờ một người mẹ mà có trách nhiệm, anh nói chung là con mà nếu cha với mẹ ai cũng có cái trách nhiệm á. Dạ. Ví dụ như giờ sống với chú đi. Ví dụ có một tháng nó gửi cho 100-200 con bé này ăn hàng bánh thì cũng được, không vô tâm. Không có nói mà đến thăm con hoặc là để cho tiền cho bạc gì. Phụ phàng quá chú hả? À đúng rồi. Chứ nếu mà người mẹ biết thương con đó là ví dụ như một tháng họ có nhiều thì cho nhiều, có ít thì cho ít, 100-250 cũng được. Dạ. Con này không có bạc không chú. Mà con bé giết thì nó cũng không có thương mẹ hả? Không thương, không nhắc nhở gì đó. Tội chứ giờ hai cha con sống trong cái phòng trọ nó ảm đạm lắm cô chú anh chị. Nó không có được gọn gàng. Tại vì chú bệnh nó còn Trăng thì còn nhỏ quá nữa. Nó không có biết dọn dẹp nhiều, gọn gàng nữa. Cái này mà có người vợ nữa thì ok rồi, nhà cửa nó gọn gàng rồi chú ha. Sao nhìn chú có vẻ sợ vậy Trăng? Hả? Chú đâu có làm gì con đâu. À. Để con ngại. Ngại hả? Dạ. Có nhớ mẹ không? Dạ không. Sao vậy, mẹ mình sinh mình ra mất gì không nhớ? Nhớ không? Mẹ không có thương con, con không thương. Dễ ha? Dạ. Rồi lỡ ví dụ ra đi học rồi bạn bè hỏi ba mẹ đâu sao không đón đi học rồi sao? Thì con nói mẹ đi xe người khác thôi. Không được, nói là mẹ bận rồi nha. Dạ. Sao nói là mẹ bận rồi? Nó nói thẳng luôn. Chứ đừng có nói thẳng quá. Không đúng. Đúng là con nít cô chú anh chị có sao nói vậy. Không sao. Rồi nghe nói con hay đêm khuya con hay xin mấy cái phòng trọ gần đây mì tôm cho cha ăn lắm hả? Dạ. Con qua con xin giờ khuya con sợ người ta la không? Dạ không. Có khi nào xin mà người ta không cho không Trăng? Không phải, người ta không có cho. Nhưng người ta không có. À, không có mì ha. Chứ dạ. Có mì người ta cũng cho. Dạ. Rồi lúc trước con cũng có bán hả? Lúc mà cha đổ bệnh đây con cũng đem khoai lang ra ngoài cửa con bán hả? Dạ đúng rồi. Rồi bán là biết căn ký tính tiền không? Dạ biết, cha dạy cho con. À, lúc đó là con bán tiền cái xe? Dạ con mượn cái bàn của cô bán cơm lần trước, con trải ra con bán. Vậy hả? Dạ. Này bán được bao nhiêu? Con bán siêu ế luôn á chú. Siêu ế à? Bao nhiêu tiền chứ? Là được bao nhiêu tiền? Là được 30. 30 ngàn một ngày? Dạ. À. Rồi vô cha có nói gì không? Dạ, cha chỉ cười thôi chứ cha không nói gì hết. À đúng rồi, tại con nhỏ quá mà, con mới có 11 tuổi mà. Lúc đó là bán số tiền đó mình để làm cái gì ta? Dạ, con gom vô tiền của cha. Ý là tiền nó để mình làm cái gì? Cha bảo bán kiếm tiền mua bánh ăn. À, mua cho con đó ha? Dạ. Lúc đó chú bệnh quá hả, chú không có thể nào mà ra ngoài được luôn hả chú Tài? Mình lúc đó bệnh đi không nổi luôn. Bây giờ cũng vậy, bây giờ chú cũng gượng đi nhưng mà nó mệt lắm. Dạ.
đi đây ra ngoài mua ngạn đá của cô Tiên là chơi vô là thở. Chú mà à có cái này con thấy thắc mắc là sao mà chú biết đến tụi con hay vậy? Cặp đó chú là đến mức cùng con thấy đi còn có chút sư ảo nè. Cái con bé này nè, nó mò điện thoại á. Dạ. Nó thấy con trao tiền ở 512 giường cái gì đó, đóng tiền vậy nè. Chú thấy chú có nói là con bấm vô sao mà biết cái số điện thoại này, nó con biết chỗ con bấm. À. Cái số điện thoại chỗ nào đó nó bấm được. Thành nữa giờ chú mới lấy số điện thoại chú điện cho con đó. À. Như vậy là bé Trăng coi như là cứu chú á ha. Cứu á. À. Chú kêu bây giờ chú đang coi chú gặp con phá cái trên 512 giường hay gì. Chú mới nói là cái chỗ này làm sao mình biết cái số điện của cái người này. Dạ. Trăng nó nói đưa con làm được quắm cái chỗ nào nó biết ra số điện con á. Nói chung là con đi thăm nhiều bệnh nhân lắm. Ở Sài Gòn cũng có nè, ở Bình Dương cũng có nè, ở Đồng Nai cũng có. Thì nhân tiện ở đây á, thì con sẵn con nói với khán giả luôn. Nếu cô chú anh chị thật sự biết cái trường hợp nào khó khăn đang cần giúp đỡ thì cứ liên hệ đến số điện thoại 0988 601 669. Tụi con sẽ có người điện lại để mà xác minh là mình giúp được cái gì cho bệnh nhân hay bà con thì giúp. À, đó là những cái thông tin mà tụi con đã chia sẻ, đã giúp rất là nhiều người. À, cho nên là mong cô chú anh chị nếu mà biết thật sự khó khăn thì cứ liên hệ đi, không sao cả. Rồi thôi, hôm nay mình quay lại với trường hợp của chú Tài với bé Trăng nè. Chú bị bệnh vậy á, nhiều người họ nói nha, họ góp ý đúng á, là sao chú cho bé Trăng gần mình mà không cách ly đi. Rồi cái cấp tháng đầu á là chú có một khẩu trang cho nó cách ly á, cho nằm bên gác, nhưng mà bây giờ lỡ bác sĩ nói là cũng bớt nhiều rồi, nó cũng bớt lây rồi, không có lây. Dạ ha. À. Rồi chú có cái đi khám bệnh cho chăm không? Không. Tiền đâu khám chú còn không xong, lấy gì khám cho con. Dạ. Rồi chú tiền khám. À, như vậy cái rồi một tháng thôi rồi bắt đầu sống y như nhau vậy, sống chung rồi. Chỉ có tháng đầu là chú cũng giờ ở dọn người thú trang đàng hoàng luôn. Dạ. Bác sĩ nó cũng vẫn nói tháng đầu tiên là cái tháng đó là nó lại kinh khủng hả? Ờ. Nhưng mà uống đường tháng rồi tháng thứ hai là thấy nó đỡ, cũng bớt cái khẩu trang ra, cũng cách ly, nhưng mà ăn cũng ăn riêng chứ không ăn chung. Dễ ha. Ừ. Chén của con thì con ăn, chén của cha ăn vậy đó. Dạ, tại vì con sau khi con đăng lên có nhiều cô chú anh chị góp ý đúng, con thấy là đúng. Đúng đó. Đúng. Đúng không chú ha? Đúng á. Tại vì chú nó cứ đã lây rất là... Ta kêu cách ly á. Đó. Đó, nhưng mà do chú không có điều kiện nữa cô chú anh chị, nên là tháng đầu là chú vẫn chấp hành đúng. Nhưng mà về sau vẫn đỡ dần là bắt đầu như cũ. Ừ. Tội bây giờ Trăng là 11 tuổi mà nghỉ học cách đây 2 năm. Dạ. Là con đang học lớp 4 nghỉ hả? Dạ. Bây giờ muốn đi học lại nữa không? Chú hỏi thật á. Con học giỏi mà, nghe mấy cô hàng xóm nó con học giỏi lắm á, lúc nào cũng có giấy khen mà. À đúng. Chắc đi học lại. Đi học lại không? Dạ. Ví dụ giờ đi học lại mình học lớp 5. Dạ. Lúc là con học xong lớp 4 chưa ta? Dạ, con chưa học xong lớp 4 nữa. Nghỉ hả? Dạ. Nghỉ là sao? Nghỉ chú quên rồi. Tại vì cha không có tiền đóng tiền học ấy. Cái người ta không cho học nữa. Dạ. À. Chú ha, ví dụ giờ mình có điều kiện mình cho đi học lại chú ha. Đúng rồi. Con đường học vấn là giúp bây giờ sâu nó chứ. Chú nghèo không cho con được cái gì, chỉ có bây giờ lo cho được cho con nó học mà tới nơi tới chốn này là chú quý lắm. Mà chú sợ nhất là chú chết, không nó không sống với ai. Dạ. Chú sau lần trước con tới đây thăm hai cha con nè, mà con đại diện cho một số mạnh thường quân gửi tiền cho chú, mà sao chú cứ vẻ chú mừng với ta? Chưa từng, nói thật chưa từng mà có là gọi mừng, không biết nói như thế nào. Dạ. Trong lúc mình khổ mà có người tới hả? Không có, không kể như là cuộc đời của cho hai cha con là không còn cái gì nữa, chỉ còn có miếng gạo vậy thôi. Nhưng mà con đến mà con giúp mà. Thứ nhất là con đã đến đây để kết nối, hai nữa cũng nhờ mạnh thường quân. Là chú suy nghĩ là chú hết chết rồi.
chứ lúc chưa tới là chú suy nghĩ tiêu cực nhiều lắm hả? Đúng rồi. Chứ mình lao dắt nhiều mà không có tiền, nói thẳng một câu là ăn còn không có tiền ăn nữa. Dạ. Thôi bây giờ hôm nay con nói với chú Tài là như thế này nha. Sau khi con đăng lên, có nhiều cô chú rất là thương cái trường hợp của chú. Thương là thương sao? Thương là thương bởi vì mẹ thì đi người khác, đi theo người khác. Bây giờ còn mình chú với con bé Trăng à. Mà chú là bệnh đi không nổi, cứ sốt hoài nữa. Ngoài bệnh lao phổi ra còn nhiều bệnh trong người nữa mà không có tiền đi khám. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ con sẽ đại diện nha, chú nghe nha. Cái này chú sẽ rất là vui, con nghĩ vậy, rất là vui. Rồi, con xin đọc phép, được phép đọc những cái tên mà giúp chú trong cái đợt này nha. Thứ nhất là cô Thiên Thần gửi cho chú 10 triệu. Thứ hai là anh Bùi Đình Nai ở Chicago, Mỹ gửi cho chú 1 triệu. Thứ ba là một cô ở Thuận An 2 triệu. Thứ tư là cô Mai Tú Trinh ở Mỹ gửi cho chú 1 triệu. Thứ năm là cô Chen ở Mỹ gửi cho chú 1 triệu. Thứ sáu là chị Giang Lý ở Bình Phước gửi chú 1 triệu rưỡi. Thứ bảy là anh Nguyễn Thành Đô ở Hưng Yên gửi chú 200 ngàn. Thứ tám là cô Susan Liên gửi chú 3 triệu. Và cuối cùng là một người ở Alaska, Mỹ gửi chú 5 triệu. Tổng số tiền là 24 triệu 700 ngàn. Chú cũng vỡ hòa cảm xúc luôn à, cô chú anh chị. Tại nghe số tiền lớn quá. Hồi nào giờ chú chưa cầm được 10 triệu nữa. Dạ. Mà bây giờ mạnh quân thương chú cho chú đi. Hai cha con quy lại luôn đó. Dạ. Quy lại mạnh quân với con này. Dạ thôi không cần quy lại đâu chú Tài. Tại vì cái ơn nghĩa này không biết chừng nào mà trả đủ. Dạ thôi con gửi cho chú nha. Chú 24 triệu 700 ngàn chú đếm đi. Triệu 500 27 triệu 24 triệu 700 đúng không chú, đếm đủ không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đó, vui không chú? Đây là quá tiền. Vui thiệt, quá mừng, có tiền đi chữa bệnh thì còn nhỏ lớn chú, năm mấy tuổi mới lần đầu tiên cầm được nhiêu tiền này trình luôn. Chú khổng nhỏ tới lớn. Dạ. Nhỏ đi ở đỡ người ta, giờ lớn trở về đây giờ như vậy đó. Đau ốm bệnh hoạn không có tiền bạc. Thôi bây giờ cái đầu việc đầu tiên là sau khi mình nhận tiền rồi, mình được những cái bà con ủng hộ thì mình đi khám bệnh liền nha chú nha. Rồi. Đi khám liền để biết thêm cái gì mà trị, chứ giờ chú sốt như vậy rồi không ai mà giúp chú được đâu. Có bé Trăng thì cũng còn nhỏ quá, chỉ là biết khóc thôi. Nhiều khi chú đau nhiều nó chỉ khóc thôi. Đau nhiều nó khóc hả chú? Chú sốt nó lao rồi nó khóc. Lại đây với chú coi. Thấy vui không? Con dạ vui. Vui sao? Nói chú nghe hả? Dạ lần đầu tiên con cha con mới cầm được 24 triệu 700 ngàn nha. Dạ. Nói chung là con không có nhớ con số cũng được, nhưng mà có cha biết là được. Dạ. Bây giờ có tiền mua bánh rồi. Ha. Thôi đi, hồi nãy cha nói là đi mua trứng gì về đổ ăn trưa đi kìa. Dạ. Đi mua đi. Đi lấy tiền cho đi mua đi rồi. Tiền nó còn con có bớt không? Dạ. Về đổ cho không, ta. Không có ai trên này ai gì nè. Lấy mua hai cái hộp vịt, hộp gà vậy đó với 2.000 đá hay con. Rồi mình vô cái chỗ bếp này chú, là chú luộc khoai lang rồi bao lâu rồi đây? Rồi còn cấp 4 giờ. 4 giờ sáng á hả? Ừ. Dễ ha.
Rồi ăn ăn sáng giờ nè. Ngủ không được ăn. Ừ, còn cái mà chú nói hai cha con hay ăn là cái nào quên mất tiêu là hai cha con hay ăn cơm á. Nè, hủ trao. Hủ trao này cứ bỏ cơm nóng với cái quẹt ăn vậy thôi. À, đúng rồi. Bây giờ hết rồi nè, còn có chiếc siêu nè chú. 18 ngàn á. 18 ngàn một hũ này. À. Mà hũ trao này ăn được bao lâu chú Tài? Chú ăn cũng hơi lâu á. Ăn dính đâu cũng cần 10 bữa vậy. Ừ. Vậy ha. Thôi giờ đỡ rồi, giờ chú phải mua thịt cá chú ăn cho nó khỏe nha. À, đúng rồi. Còn có nhiều người góp ý thì sao chú để khoai lang trong nhà tắm rồi chú đi bán cho người ta nữa. Cái này nói chung là nếu mà để ngoài này chú đau mà chừng khoảng tuần lễ là nó bị khô đầu hơn hết. Là à, mình bỏ trong đó để mình tưới nước hả? Tưới nước cho bị gì trong cái nhà tắm nó có cái độ ẩm á. Dạ. Chứ nó không có hư. Mình để đây mình đâu có đụng địa gì đó đâu, còn tắm bên đó. Dạ. Nhưng mà thấy bữa nay chú vui cái đứng dậy luôn hả? Đứng dậy luôn hết mệt. Quá mừng thiệt. Hồi nào vậy chú, năm mấy tuổi chưa cầm được 10 triệu nữa. Chỉ đừng có nói là tới 11 triệu, bây giờ đụng được 20 mấy triệu. Dạ, nói chung là vui chú ha. Còn con nghe chú nói lúc trước chú bán cái xe chú đi làm luôn hả? Bán xe lúc đó mua đâu cũng 7-8 triệu gì đó, mà bán được có 3 triệu rưỡi. Là lúc đổ bệnh cái bán? Bán khóc luôn. Ủa sao khóc vậy chú? Chiếc xe nó theo mình mà nói chung bán rồi là sắm ra không nổi, bởi vì nó tới 8-9 triệu. Do mình làm theo cái sắt cày sâu đúng không? Để lôi đúng không chú? Ừ, đúng rồi. Nếu chiếc xe đó mà chú mạnh giỏi mà có vốn nữa ha. Vốn như vậy chừng 2 triệu 3 triệu thôi. Nó khi cái con ngày cũng kiếm 500 triệu á. Là nuôi bé Trăng khỏe ra luôn. Nuôi khỏe luôn. Dạ. Yeah. Mà tay gì đau nó thật. Ví dụ bây giờ chú đi khám bệnh nè, chữa bệnh xong nè. Mà chú vẫn trở lại cái nghề đó. Đúng rồi. Nhưng mà thời giờ thậm chí mình mua cái xe nữa ha. Mua xe làm lại. Nhiều khi chú cũng sợ lắm. Nhiều khi chú cũng xài sợ này kia đó. Xài làm bậy cái. Sợ con nói đó với Mạnh Thường Quân. Nói chung là nếu mà con cho phép chú chữa bệnh còn dư chú mua chiếc xe. À thì cái đó là con nghĩ mọi người cũng đồng tình thôi. Tại vì đây là giúp chú cái cần. À. Để chú đi kiếm con cá chú ăn chú. À. Chú trinh sinh sống chứ không phải chiếc xe này á chú đau rồi, ốm rồi nhưng mà mình người ta kêu mình ngừng lại mình xuống á, dù mình lên mình chạy á, xuống lên á nó nặng quá sợ nó ngã xe nó đè. Dạ. Còn cái xe kia thì nó nhẹ hơn. Thì con nói chú là mình khám bệnh đi, chữa bệnh xong đi. À. Khỏe lại đi đã rồi số tiền còn dư thì bắt đầu chú đi lập nghiệp lại kiếm. Dạ. Tiền mà nuôi sống hai cha con. Rồi. Nha. Quá mừng thiệt. Dạ. Vì cũng sợ lắm. Bởi vì cái tiền của Mạnh Thường Quân mình phải xài cho đúng cách. Dạ không sao, khi đã đưa chú rồi chú phải. Đó, theo con nói là như vậy á, là cô chú không có nói gì chú đâu. À. À. Chứ còn bây giờ giúp chú để ăn không thì giúp làm sao giúp được. Bởi vậy. Nha, con về con đi giúp, con cũng muốn có cái hướng nào tốt cho người ta. Rồi. Nha. Sao Trăng? Ừ. Thôi chú ngồi đi cho mệt. Quá mừng. Chú không nghĩ thì không nghĩ là chú được bao nhiêu tiền. Mơ luôn, có mơ. Cái tiền nằm mơ chưa được. Nói thẳng một câu bây giờ vậy nè. Trước một bước. Dạ. Đầu tiên là chú cho chú gửi lời cảm ơn tới Mạnh Thường Quân. Dạ. Chúc cho Mạnh Thường Quân dồi dào sức khỏe để có đồng tiền để giúp cho những người khổ. Còn cái thứ hai nữa là con. Dạ. Nếu không có con là chú không được nhiều tiền. Dạ không sao chú, con thì con có sức không tới đâu thì con đi tới đó thôi. Cho con mạnh giỏi là con đi kết nối. Dạ. Ngoài kia cũng còn nhiều người còn hơn chú nữa. Rồi trứng gà đâu Trăng, sao không thấy? Dạ trứng gà kìa chú. Rồi có làm không? Con làm hay là ba làm? Dạ, con làm á. Ừ, rồi. Thôi bây giờ con nói với chú Tài như vậy ha. Ừ. Mình phải đi khám bệnh. Dạ. Nha, để mà biết bệnh gì mà lo trị. Trị sau đó là đi làm khỏe rồi, nuôi sinh sống. Dạ, nuôi bé Trăng. Dạ. Còn nếu mà làm tốt có điều kiện hơn nữa thì cho đi học nha. Cái đó. Dạ. là với cái vốn con đang chú đang cầm á, hiện có đang cầm là mình tính như vậy. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ còn ít phút cuối thì con xin phép chú con ra trước ha. Dạ. Rồi chú với Trăng làm đồ ăn đi. Rồi. Cảm ơn con nha. Dạ. Con chúc cho con nhiều dồi dào sức khỏe. Dạ.
Em nhỏ mới vừa ra ngoài đường của chú anh chị. Tại vì ngợp lắm. Tại phòng trọ của chú là đã tăm tối mà nó ẩm mốc á. Nên trong nó nói chuyện nó khó thở lắm. Phần em nhỏ phải đeo khẩu trang nữa. Thôi thì em nhỏ cũng đã hoàn thành xong cái trách nhiệm của mình, đã mang những cái phần quà, những cái yêu thương của mọi người gửi đến cha con chú Tài. Một lần nữa em nhỏ cảm ơn rất là nhiều. Và theo như cái cảm xúc của chú là chú nói cảm ơn nhỏ rất nhiều, chú được cứu rồi. Thôi thì mong chú có sức khỏe. Thôi bây giờ em nhỏ xin được kết thúc clip ở đây. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ.